Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Nước Đổ nha các bạn. Đây thì lâu lắm rồi mình cũng không có quay cái trại mình cho các bạn xem, do là mình đã cải tiến lại các bạn. Lúc trước đèn đồ nó đứt bọng rồi, nó đứt hết luôn các bạn đó. Hôm nay mình đã có sửa sang lại một tí rồi đó, thì mình cho hình ảnh nó tốt hơn và đẹp hơn để gửi đến tất cả các bạn xem những chú cá mình nó đẹp như thế nào và quay với hình ảnh tốt như thế nào các bạn. Thì những cái hồ mình đã vệ sinh rất là sạch rồi các bạn. Thì các bạn nào mà muốn mua cá bảy màu đẹp thì các bạn nên làm những cái hồ kiến nho nhỏ và chúng ta sửa oxy thì cứ 2 ngày các bạn thay nước một lần với mình. Đó, mình thấy hồ mình rất sạch và rất là trong ha. Thì cái cách mà các bạn nuôi thì các bạn cứ để sửa oxy thì có cái một cục lọc các bạn, thì giúp cho con cá các bạn nó khỏe và mạnh và tốt nhất ha. Đây các bạn đây đang xem cái dòng cá đang hot trên thị trường. Đó, coi đen sọt rít bông. Thì hiện tại mình thấy cái dòng nó đang hot lại nha các bạn. Do là anh em đã số lượng không còn nhiều á thì cái dòng cá lại hút lại thôi các bạn. Thì mình đã nói với các bạn là những cái dòng nào mà ngắn đòn và nó có cái body đẹp á các bạn thì được anh em rất là săn đón luôn nha. Đây là cái mô hình của mình, để cho các bạn nào mà chưa biết về mình thì cũng thể biết một ít gì đó để có thể lấy được cái sự uy tín và chất lượng để gửi đến tất cả các bạn xem. Đây là những chú cá mình quay trực tiếp trong hồ cho các bạn xem. Đây là gồng đỏ các bạn, đây là hàng kiểu như là không có phơm nữa. Thì xả các bạn với giá là 40k một đôi. Các bạn bè bạn chơi thí sinh ha, hả hồ thí sinh đồ thì rất là đẹp luôn nha các bạn. Dòng này thì anh em nào cũng rất là mê, tại vì dòng này dòng cổ điển ha. Cái dòng từ xưa đến giờ anh em nào cũng chơi hết. Các bạn thấy cái con cá mà các bạn thấy thích đó, thì các bạn mua. Còn các bạn nào không thích thì chúng ta có thể lựa những cái dòng cá mà các bạn có thể thấy là ấn tượng và mang chúng ta một cái độ đẹp nhất định nào đó thì chúng ta hẳn chơi các bạn. Do là cá bảy màu thì nó rất là nhiều màu sắc và rất là nhiều cái dòng cá khác nhau, để cho các bạn nào mà chưa biết về cá bảy màu các bạn đó, mình đã quay hình ảnh tốt nhất và đẹp nhất cho các bạn xem. Khi mà chúng ta làm cá thì cũng vậy các bạn, các bạn muốn tạo nguồn cảm hứng cho người chơi và tạo cho nhiều anh em khác cùng cái đam mê thì các bạn cứ chụp những hình ảnh đẹp nè, quay những hình ảnh đẹp nè để đăng lên Facebook để lấy được cái hình ảnh của mình gửi cho nhiều người xem, thì tạo ra sự ấn tượng và chất lượng về cá của mình nha các bạn. Đó, tiếp tục là dòng full gold. Thì cái dòng này thì nó không có hồ xa lạ gì tất cả các bạn nữa ha. Cái dòng này thì ai cũng có thể chơi được, cũng có thể tập chơi được, nhưng mà có đặc điểm như thế này, nếu mà các bạn muốn nuôi con full gold đẹp thì các bạn nên nuôi ở ngoài nền có nắng ha. Nói chung là nuôi ở nơi có ánh sáng tốt nè, và cái nền nó là không được nuôi nền đen và nền tối nha các bạn. Các bạn nuôi nền sáng giúp mình nha, các bạn nuôi cái nền xanh cũng được, nhưng mà nên nuôi cái nền vàng và nền trắng nha. Hai cái nền đó sẽ giúp cho con cá các bạn nó luôn vàng và nó ánh nhìn như thế này các bạn. Cái con cá full gold này được cái là nó dễ chơi và nó cũng rất là khỏe cho tất cả các bạn nào mà chưa có chơi những cái dòng cá vàng chân Tết này. Thì mỗi đợt cá thì mình đều lên cập nhật, thì hôm nay mình đã cập nhật một ít dòng cá từ thấp đến cao cho tất cả các bạn nào yêu mến kênh của mình. Mình quay trực tiếp với nắng nha các bạn, thì các bạn thấy được con gold nó full giáp full dãy ha, rất là đẹp nha các bạn. Mình đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục là cái dòng coi đỏ, một cái dòng bất tử nữa nha các bạn. Cái dòng này được anh em săn đón và ưa chuộng rất là nhiều. Đây là dòng coi đỏ ha. Coi đỏ này thì nó chỉ có giá là 50k một đôi thôi, nếu mà các bạn bắt cái hàng cá mà con cá mái nó không lên tay nha các bạn. Còn nó chớm hay góc tay ra thì mình sẽ để cho các bạn với giá 150k. Cái hàng 150k là gì, các bạn nuôi càng lâu thì con cá mái cái tai bên sẽ càng full ha, thì sẽ rất là tốt cho các bạn chơi về lâu về dài nha. Mình truyền cảm hứng cho các bạn về một cái hình ảnh tốt và đẹp để gửi cho các bạn xem, để các bạn nào mà chưa có tiếp cận nè và chưa có biết cái cách mà nuôi cá này thì các bạn mình đã chia sẻ ít kinh nghiệm gì đó trên kênh của mình, giúp các bạn có thể xem mà hiểu nhiều hơn về cá bảy màu. Thì cá bảy màu thì nó được cải tiến rất là nhiều rồi các bạn, thì từ những cái dòng cá đơn giản nuôi hồ thí sinh được anh em lai tạo ra rất là nhiều dòng cá đẹp nuôi hồ kiến và vươn tầm thế giới được thi quốc tế các bạn. Một cặp cá có thể dao động tầm 5 triệu, 10 triệu hay là 20-30 triệu là vẫn bình thường các bạn. Nói chung là tiền nào thì của đó. Thế nói chung là có những cái dòng cá mình nói với các bạn là mấy bạn không tin, chứ nó nhỏ cỡ đầu đũa ăn thôi, nhưng mà nó giá dao động cực khủng nha các bạn. Mà người tranh giành người mua nữa các bạn, giống như là một cái món hàng hút hàng và nó được anh em đẩy lên rất là cao. Những cái dòng cá lạ, độc, đẹp thì giá trị sẽ cao trên thị trường nha các bạn. Đây là dòng coi đỏ Ren Red Air. Thì những con cá mà nó có cái tai bơi á thì nó sẽ giá cao hơn, tại do là nó là chọi bầy và nó những con nó ren tốt và đẻ đời con ra sẽ ra rất là nhiều chú cá đẹp và giống bố mẹ nha các bạn.
Tiếp tục đây là dòng Dumbo Hackmoon. Hackmoon là sao các bạn? Là cái độ đuôi nó có thể lên tròn ha. Thì cái này ren rất là tốt các bạn. Thì đây mình sẽ quay trước cho các bạn xem cái trống ha. Thì những cái đuôi của những chú cá Hackmoon á thì mình sẽ đảm bảo với các bạn là nuôi lâu dài thì nó sẽ lên tròn và nó bung ra nha các bạn. Còn những cái hàng thường á, Big Ear đồ á, thì lên độ tay bơi dài. Còn cái này là lên đuôi bự nha các bạn. Đuôi bự thì các bạn nuôi về lâu về dài thì rất là tốt. Khi mà chúng ta nuôi có cái cách nhìn nhận nó là mình nhìn nhận bên phía ngang các bạn. Tấp cái dòng Dumbo được cái là vừa nhìn top view nè mà vừa nhìn hồ kiến nè, đều rất đẹp nếu mà các bạn nuôi cái dòng Dumbo Hackmoon này. Cái dòng này thì được anh em cải tạo từ những cái dòng Dumbo thường nữa các bạn. Thì về sau thì các bạn có thể thấy được được rất độ đẹp từ nhiều cái dòng cá đơn giản lên phức tạp nha các bạn. Thì từ những cái dòng cá nó không có gì thì ta sẽ cải tiến ra những cái dòng cá nó có đuôi bự nè, tai bự nè. Đó ra rất là đẹp các bạn. Thì đặc biệt của dòng này thì có máy là đuôi xanh nha. Đuôi xanh là đuôi thâm các bạn. Thì anh em săn đón cái dòng đuôi thâm này rất là nhiều. Đa phần cái bộ Hackmoon là đuôi nó phải xanh thế này thì rất là chất lượng nha các bạn. Còn những cái dòng cá nào mà cái đuôi nó đỏ thì đa phần là nó vừa ra xanh vừa ra đỏ thì cái bộ nó cũng không có chất lượng lắm. Còn cái bộ này thì mình bảo đảm với các bạn nuôi thì nó sẽ ra được rất là nhiều chú cá nó có cái đoạn đuôi đê các bạn ha. Cái mái các bạn nhìn nè, một cái mái nó có cái vần đuôi á, nó khuyết dần chăng nữa các bạn ha. Thì đuôi Hackmoon đó các bạn nuôi càng lâu thì cái mái đuôi càng bự nha. Nói chung là cái bộ cá này thì mình đang xả sale các bạn với giá 80k, chứ thật sự cái đùm mua Hackmoon mà các bạn kiếm trên thị trường á giá là vài trăm k là chuyện bình thường nha các bạn. Tiếp tục là dòng Wilcoin Short Ribbon Finse các bạn. Có những con lên Finse dày nhọn quắc rất là đẹp các bạn, giá là 100k một đôi thôi đó. Thì hàng này cũng khá là tơ mà chất lượng, thì các bạn nuôi về lâu về dài thì các bạn có thể đẻ những chú cá các bạn thích ha. Mình bán với các bạn với giá nó rất là hợp lý đó các bạn. Một chú cá các bạn mua một cặp cá, các bạn mua về 100k các bạn cho sinh sản đẻ ra đời con để các bạn ngắm cá theo về lâu về dài nha. Cá bảy màu thì đường cái là nó thức ăn nó cũng rất đơn giản ha. Các bạn cho ăn cám thái được nè, trùng chỉ được nè, bo bo nè được nè các bạn. Bo bo là cái loại thức ăn gọi là thường dân gian gọi là trứng nước nha các bạn. Còn trong chuyên môn thì anh em gọi là bo bo nha. Và cái thức ăn đặc biệt và chuyên dụng hơn dành cho cá bảy màu là Artemia nha các bạn. Artemia này thì đường cái là cái con nó cực nhỏ dành cho cá bột của Ruby ăn thì rất là tốt ha. Và khi mà con cá mà các bạn muốn tăng form nè và nó lên form body và lên vây lên đuôi thì các bạn bắt buộc phải cho ăn Artemia rồi, để cho con cá mình nó kích thích cái độ háo ăn đó các bạn, để cho nó nhanh lên được cái form body nha. Và cái hàm lượng đạm trong con Artemia thì cực kỳ cao nha các bạn. Tiếp tục là dòng HP Retro máy ha. Cái bộ máy này thì size cối các bạn, size đẻ nha. Các bạn muốn đẻ liền, sinh sản liền thì phải bắt máy này nha các bạn. Các bạn máy các bạn nhìn nè. Thì rồi cái vây của máy nó thâm luôn các bạn và nó bê đớt luôn ha. Máy này thì size cối rồi. Các bạn nào thích máy size cối về chúng ta cho sinh sản liền mà đạp nó chú có trống ở nhà lai tạo ra thử á thì có thể bắt được cá máy này. Còn có vài em thôi. Cái máy này mình nuôi riêng mình phơm rất là kỹ rồi. Một hồ rộng thế này mình có 5-6 em cá máy thôi thì con cá máy lên bùng rất là đẹp các bạn. Các bạn nào mà muốn cá đẹp và form đẹp và lên chuẩn nè thì các bạn nên nuôi hồ kiến ha, và phải có sữa oxy mạnh như vậy các bạn, và cho ăn Artemia nha thì con cá mái của các bạn và rất là đẹp nha. Nhưng mà quan trọng hết vẫn là bộ ren nha các bạn có bộ ren tốt thì chắc chắn các bạn sẽ có cá đẹp và chất lượng nha. Tiếp tục là dòng blue h kiểu như là BDS các bạn đó ha, đuôi đê luôn các bạn ha, đuôi kiểu như là nó delta nhưng mà nó là rất là bự rồi các bạn. Hàng này thì nó không có hát mua được nha các bạn, nó chỉ là vây lưng nè, có vây lưng nè và đuôi delta, đuôi tam giác đó các bạn, rất là đẹp ha. Cái bộ HP Blue mình đang bán với các bạn là giá 120k một đôi cho các bạn săn nhanh nha. Không còn nhiều, mình chỉ còn có cầm mười mấy cặp nữa thôi là hết hàng HP Blue nha các bạn. Rất là đẹp luôn, giá 120k là mình đang sale cho các bạn với giá cực kỳ hợp lý và đẹp nha các bạn. Hôm nay là mình đã chỉnh sửa đèn nè, mình đã thay đổi cơ cấu chạy và mình đã làm lại rất là nhiều để mình gửi các bạn có thể hình ảnh tốt nhất và chất lượng nhất để các bạn xem cá bên mình tốt nhất nha các bạn. Đó các bạn thấy nè, một cái dòng cá chất lượng và mang của đều đẹp tinh túy nhất luôn nè. Đó, HP Blue BDS và ánh xanh trên phần đuôi rất là đẹp nha các bạn. HP Blue là dòng HP Black nha các bạn. HP Black là viết tắt của là từ là nửa thân đen ha. Nói chung là cái dòng cá mà có mang nửa thân đen và HP Blue là nửa thân đen xanh. Đó là nửa thân đen xanh là các bạn là nửa thân màu đen, còn phần đuôi là màu xanh nha các bạn. Tiếp tục là dòng rồng đỏ BDS Hackmoon thì dạng hàng này là nhập nha các bạn. Mình nhập về được trước mình nhập về á, rồi mình làm ra được của đời con ra khá là chất lượng. Cái bộ này thì mình đã form rất là kỹ rồi các bạn. Cá mái căng đê ha và cá trống thì rất là đê luôn các bạn. Đó các bạn nè. Bộ này bộ Hackmoon BDS nha các bạn.
cái máy đuôi tròn nè, thâm nè, và nó có cái vây lưng rất là xệ luôn. Ngày này mình còn vài đôi thôi, hôm nay mình đã phơm rất là kỹ rồi, mình nuôi từ nhỏ tới lớn lên hồ kiến luôn các bạn. Các bạn có thể xem được ha, các bạn thích thì có thể bắt thôi. Còn hàng này mình cũng không muốn bán nữa, tại do là hàng rất là đẹp luôn các bạn. Mình để ngắm rất là đã luôn. Nói chung là còn khả năng sinh sản rất là nhiều. Nói chung là đẻ đời con ra mình bán là vẫn có lời bình thường nha các bạn. Nhưng mà bạn nào thích thì mình sẽ share ha, mình còn vài đôi thôi. Mình bán để mình lên dọn hồ mình lên cá con thôi, chứ không có ý định là muốn bán đâu. Nên bạn nào mà thích thì có thể liên hệ thôi. Đó, hàng rất là đẹp nha. Hàng này thì dành cho tất cả các bạn thích dòng đỏ mà chuẩn giống nha. Đẻ đời con ra thì khá là chất lượng. Hồ này mình đã phơm từ nhỏ đến lớn nên các bạn thấy xem cái body của con cá thì nó khá là ổn các bạn, do là mình chăm chút kỹ á. Cái gì cũng vậy các bạn, các bạn khi mà các bạn nuôi cá nè, các bạn đặt tâm huyết mình vào và các bạn chăm sóc các bạn kỹ một tí thì nó sẽ ra được những chú cá đẹp và chất lượng cho chính bản thân mình. Ví dụ cái dòng cá cũng là một cái dòng cá HBDS như thế này, nhưng mà anh em này nuôi đẹp mà anh em kia nuôi không đẹp, tùy theo cái cách mà cái người nuôi mà họ đặt tâm huyết họ vào nha các bạn. Khi mà các bạn nuôi thì các bạn chăm chút kỹ một tí thì cá các bạn sẽ đẹp và chất lượng thôi. Đây là dòng HBDS hàng tiễn các bạn, hàng này hàng đuôi D nè, hàng đuôi D nè các bạn, đó đuôi H-Mun và vây BDS dựng rất là đẹp các bạn. Hồ này mình phơm rất là nhiều. Khi mà các bạn phơm nè, các bạn phải bỏ một cái hồ ra, các bạn phơm kỹ nè, các bạn chăm sóc từ từ nè và từng chút một nè thì nó sẽ đẹp và nó chất lượng nha các bạn. Hồ này rất là chất lượng luôn. Mình còn có vài đôi như này thôi. Các bạn thấy con trống nè, đuôi rất là bự các bạn. Đó, và vây lưng BDS luôn các bạn ha. Đó. Vây lưng BDS thì cái hàng này là hàng tuyển của mình. Mình tuyển ra những cái cặp đẹp nhất thì mình trưng bày lại và mình tuyển cho anh em lấy cái bộ ren về các bạn chơi. Cực kỳ chất lượng nha các bạn. Hôm nay mình thấy hình ảnh mình nó cũng khá là ok nhất rồi. Để gửi đến tất cả các bạn xem. Một cái ngày đẹp nào đó mà các bạn có thể ghé được mình thì các bạn có thể xem kỹ hơn. Còn hiện tại thì dịch quá thì mình chỉ có thể ship đi cho các bạn thôi nha. Tiếp tục cái dòng cá cuối cùng nha các bạn. Thì cái dòng cá này là cái dòng cá từ xưa đến giờ mà khi mà mình mới tập chơi á thì mình đã bắt đầu với cái dòng cá này các bạn. Thì do là mình thấy cái độ đẹp của nó không phai mờ theo thời gian, là cái màu đỏ các bạn ha. Mình mới tập chơi thì mình rất thích chơi cái dòng này, tại vì dòng này là dòng koi các bạn, giống như là một chú cá chép koi gì đó. Thì nó mang một cái độ đẹp tinh túy và nó là một cái con cá mà mình nhìn vô mình thích liền và mình thấy nó đẹp liền các bạn. Thì cái dòng cá này không cần có cái hồ kiến hay là gì hết, các bạn chỉ cần có một cái thùng xốp hoặc là một cái hồ nhỏ nhỏ rộng rộng, các bạn nhìn nó trên xuống thì cực kỳ chất lượng và đẹp luôn nha các bạn. Đó, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video nha. Nếu mà các bạn thấy thích mua cá thì liên hệ số điện thoại Zalo trên góc trái màn hình nha các bạn. Còn thấy hay thì để lại cho mình một cái like, một cái đăng ký kênh, một cái chuông thông báo dưới phải màn hình. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một video gần nhất của mình.